Một số địa phương xuất hiện hiện tượng coi đấu giá, quân xanh quân đỏ, xã hội đen đe dọa cá nhân. Tổ chức tham gia đấu giá đất phải xin rút hồ sơ và có hiện tượng bỏ giá rất cao một số lô đất rồi bỏ cọc. Đó là nội dung được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà nêu trong báo cáo một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vừa gửi đến các đại biểu Quốc hội. Theo báo cáo, thời gian qua, một số địa phương đã xuất hiện hiện tượng coi đấu giá, quân xanh quân đỏ, để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá trước khi cuộc đấu giá diễn ra và tình trạng xã hội đen đe dọa cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải xin rút hồ sơ, có hiện tượng bỏ giá rất cao một số lô đất rồi bỏ cọc, nhằm gây hiệu ứng tạo mặt bằng giá ảo để mua đi, bán lại nhiều lô đất đã trúng đấu giá khác, hoặc bán ra các lô đất đã gom trong khu vực, nhằm thu lợi. Một số nơi có hiện tượng thông đồng giữa tổ chức tư vấn định giá với người tham gia đấu giá để dìm giá. Thời gian từ khi trúng đấu giá đất đến khi hủy quyết định trúng đấu giá do người trúng đấu giá không nộp đủ tiền là khá dài, là một sơ hở để các công ty tham gia đấu giá thực hiện các ý đồ như thổi giá bất động sản để tăng giá trị cổ phiếu, cơ cấu lại khoản nợ trong các ngân hàng, bán hàng tồn động. Để khắc phục tình trạng này trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhận định cần thống nhất về mặt nhận thức trong công tác định giá đất. Giá đất trúng đấu giá là giá đặc thù, cá biệt, do đó cần cân nhắc kỹ khi coi giá đất trúng đấu giá là thông tin đầu vào để xác định giá đất cụ thể. Bên cạnh đó, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan liên quan. Trong đó, Bộ Tư pháp với trách nhiệm là cơ quan giúp chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đấu giá tài sản chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đấu giá, có yếu tố trục lợi trong đấu giá quyền sử dụng đất. Về giải pháp căn cơ, cần tổng kết, đánh giá sửa đổi, bổ sung luật đấu giá tài sản, trong đó chú trọng quy định cụ thể về đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất. Lãnh đạo Bộ cũng đề xuất Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo rà soát các tổ chức tín dụng cho các nhà đầu tư vay tiền tham gia đấu giá đất để đảm bảo an toàn tín dụng. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo làm tốt công tác xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm sát giá thị trường, quản lý chặt chẽ đối với hồ sơ đấu giá, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản, tăng cường mối quan hệ giữa tổ chức bán đấu giá với cơ quan công an để đảm bảo an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, áp dụng linh hoạt hình thức đấu giá, mở rộng hình thức đấu giá.